địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập tám mươi Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú quyển hạ Trang 44 Mời xem kinh văn Phi đảng nhữ độc Hộ thị nhân cố Diệt hữu thích phạm quyến thuộc chư thiên quyến thuộc ủng hộ thị nhân kinh văn là tiếp theo phần trước kiên lao địa thận hộ trì cúng dường cho người chuyển đọc Dựa theo phương pháp Lý luận Của bản kinh này tu hành Thế tôn ở chỗ này Là nói cho chúng ta biết Không chỉ là có địa thần Hộ pháp Hộ trì Thích phạm thích là vua trời đế thích. Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở trong tôn giáo nước ngoài gọi là Thượng Đế, Chúa Trời. Phạm là đại phạm thiên dương. Những vị thiên dương và những vị thiên thần này chữ quyến thuộc đều là thuộc vị thiên thần. Không có người nào không ủng hộ người này Người này Là người như thế nào? Ở trang thứ 42 phía trước Nhựa vị lai thế trung Hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Cúng dường Bồ Tát Cập chuyển đọc thị kinh Đảng y địa tạng bổ nguyện kinh nhất sự tu hành giả Chính là loại người này Chữ vị lai thế trong kinh văn Chính là chỉ chúng ta hiện nay Thích ca mâu ni Phật năm xưa giảng kinh Nói vị lai thế Nói mạt pháp Là chỉ thời đại này hiện nay của chúng ta mấu chốt là chữ thiện thiện nam tử thiện nữ nhân chữ thiện là một tiêu chuẩn người như thế nào mới có thể gọi là thiện vậy tiêu chuẩn đơn giản nhất trong quán kinh nói tam phước ở trong tổng kết thế tôn đã nói cho chúng ta biết đó là tịnh nghiệp chánh nhân Của tất cả ba đời chư Phật Ở trong phước thứ nhất Đã nói cho chúng ta bốn câu Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từ tâm không giết hại Tu thập thiên nghiệp Bốn câu này thấy đều làm được Mới gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân đây là mức thấp nhất của chữ thiện nếu như không làm được bốn câu này thì không thể gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân được đây là điểm chúng ta nhất định phải nhớ kỹ phải hiểu rõ tại vì sao chúng ta đọc kinh tu hành theo phương pháp của kinh điển mà kết quả thu được không giống như trên kinh đã nói nguyên nhân ở chỗ nào vậy đều ở trên một chữ này trên kinh nói rất rõ ràng thiện nam tử thiện nữ nhân nếu không phải thiện nam tử thiện nữ nhân mà dựa theo phương pháp này tu hành thì quả báo sẽ kém đi rất nhiều không có thù thắng được như vậy đây là điều mà nhất định phải hiểu Tối hôm qua Chúng tôi đọc thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Dưa Cõi Trời 33 Đại biểu cho Bồ Tát Sơ Địa Hoan Hỷ Địa Vua Cõi Trời 33 Chính là Dưa Trời Đao Lợi ngài đại biểu cho ý gì vậy ngũ giới thập thiện hay nói cách khác vẫn là phước thứ nhất ở trong tịnh nghiệp tam phước hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ dùng tâm đại từ bi tu thập thiện nghiệp đạo đây là hoan hỷ địa nếu như chúng ta không thể y giáo phụng hành ngay cả tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân thấp nhất chúng ta cũng không thể đạt được cả một đời học phật chỉ có thể nói là kết thiện duyên với phật mà thôi có thể thành tựu hay không không thể thành tựu thành tựu thù thắng nhất cũng chẳng qua là đời sau được phước báo nhân thiên không có cách gì liễu sanh tử ra khỏi luân hồ được rồi đạo lý này nhất định phải hiểu trên kinh tất cả kinh luận đều nói chữ thiện chúng ta nhất định phải nghiêm túc học tập phải đạt được tiêu chuẩn thiện như trên kinh điển nói quả báo ở trong đây nói quá thù thắng rồi tiêu chuẩn như thế này có thể thu được quả báo thù thắng như vậy không không thể vì sao vậy cái thiện này của bạn là vừa mới đạt đến tiêu chuẩn đây là thiện sơ cấp là thiện nhỏ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện là kinh đại thừa nó không phải là kinh tiểu thừa cho nên tiêu chuẩn của chữ thiện này Còn phải nâng cao lên nữa Phước thứ hai trong tam phước là Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Cái này cao hơn phía trước nhiều rồi Đây là thiện nhị thừa Là thiện của A-la-hán và Bích-chi Phật họ tu hành có thể đưa quả báo này hay không vẫn không thể vẫn thiếu một khoản nâng cao lên nữa là thiên đại thừa còn phải thêm phá tâm bồ đề tinh sâu nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đó chính là tiêu chuẩn của thiên ở chỗ này Bạn dùng thiện tâm thiện hạnh như vậy Cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Chuyển đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Dựa theo lý luận phương pháp của kinh điển này Mà chuyên tu chuyên hoàng Một việc tu hành Là chuyên tu chuyên hoàng Bạn mới có thể được kiên lao Địa thần ủng hộ Bạn mới có thể được thiên thần Vua trời dục giới Vua trời sắc giới ủng hộ Họ dựa vào cái gì để ủng hộ bạn chị? Bởi vì bạn là Bồ Tát Thiện nam tử, thiện nữ nhân Không phải người khác Mà là Bồ Tát Họ làm sao có thể không ủng hộ được chứ? Tam phước bạn làm được điều thứ nhất thì bạn chỉ là người thiện thế gian Tất cả thiện thần trong cõi trời dục giới Sẽ phù hộ bạn Thần thổ địa ở nơi này của bạn Sẽ phù hộ bạn Kiên lao địa thần Là tổng địa thần của toàn thế giới Không cần ông đến ông phái và vị thổ địa nhỏ đến là đủ rồi nếu như thiện của bạn đạt đến thiện nhị thừa thành văn duyên giác bạn đã không phải là phàm phu nữa rồi ở trong tiểu thừa bạn đã nhập vào dòng thánh rồi là bạn có thể cảm được thiên thần đến ủng hộ bạn những vị thiên dương này tôn kính Thiên thần ủng hộ bạn Bạn là Bồ Tát Thì thiên dương cũng tôn kính bạn ủng hộ bạn Phần trước Kiên Lao Địa Thần cũng đã nói rồi Lời trong Kinh Quang Minh ở trong chú giải nói Tức là hàng sau cùng Trang thứ 43 của chú giải Bắt đầu xem câu sau cùng Kiên lao bạch Phật ngôn Kiên lao địa thần Là tổng địa thần của toàn thế giới Không phải địa thần thông thường thuyết pháp tỳ kheo tọa pháp tòa thời ngã thường trú dạ về hộ bất ly ẩn tế kỳ hình tại pháp tòa hạ đỉnh tại kỳ túc cho nên cái này không phải thiện nhỏ mà có thể cảm được địa vị của kiên lao địa thần còn cao hơn cả vua Diêm La Vua Diêm La là thống trị một nước Là một quốc gia Kiên Lao Địa Thần là thống trị thế giới này Thế gian này của chúng ta vẫn chưa có Khi toàn thế giới thống nhất rồi Thì việc quốc dương đó mới là Kiên Lao Địa Thần Kiên lao địa thần ở dưới chỗ ngồi của bạn, đầu ngài đổi chân của bạn. Bạn có phước báo bao lớn. Cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân đó là thiện lớn chứ không phải là thiện nhỏ. Thiện nhỏ cảm được vị thổ địa nhỏ đầu đội dưới chân của bạn. Bạn đã là rất tuyệt vời rồi. Thổ địa nhỏ là trưởng là hàng trưởng thôn. Cho nên từng câu từng chữ trên kinh nói, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó thì mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Từ đó cho thấy, bạn không phát đại tâm thì làm sao được? Bồ Tát khác với phàm phu là tâm lượng lớn Các vị tham gia rất nhiều Pháp hội Phật sự Đọc sớ văn vừa mở đầu đều đọc là Tâm bao thái hư lượng chu xa giới Ý nghĩa của hai câu nói này là gì? Chính là phát bồ đề tâm Vừa phát bồ đề tâm thì tâm lượng đó chính là hư không pháp giới Người tâm lượng rất nhỏ Chưa phát Bồ Đề Tâm Tâm đó của bạn là mê Bồ Đề là giác ngộ Tâm giác là tận hư không khắp Pháp giới Lượng chu xa giới Lượng lớn phước lớn cảm động được chư thiên, thiên vương, thiên thần đến ủng hộ bạn, cảm động được kiên lao địa thần dùng đỉnh đầu mà đội chân của bạn cung kính đối với bạn như vậy. Đoạn này Trong chú giải rất là quan trọng Chúng ta hãy đọc nó qua một lượt Sơ cứu Dị bất đảng nhữ địa thần độc hộ Đây là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật Chữ nhữ là chỉ kiên lao địa thần Nói người cúng dường đọc kinh y giáo tu hành này không những là một mình địa thần ông đến hộ trì người đó ngài phát nguyện hộ trì họ nhược quả như thượng tu vi nhược là lời nói giả thiết thật sự bạn có thể y giáo tu hành như lời trên kinh nói Hiện nay nói là bạn thực hiện rồi Bạn đã có thể làm được nó rồi Thì sẽ được như người hộ trì Diệt hữu thích phạm chư thiên quyến thuộc Giai lai ủng hộ Bên dưới Đại sư Thanh Liên Trích dẫn kinh điển Để chứng minh câu nói này như tứ thiên vương bạch phật ngôn đây là tứ đại thiên vương cõi trời dục giới thị nhân nhược đắc văn thị kinh điển năng đắc vị lai hiện tại chủng chủng vô lượng công đức ngã đương ẩn tế bất hiện kỳ thân Vị thính Pháp cố Đường chí sở chỉ Giảng Pháp chi xứ Đây là nói rõ Tứ Đại Thiên Dương Khi tỳ kheo thăng tòa giảng kinh Thì Tứ Đại Thiên Dương sẽ dẫn đầu bát bộ quỷ thần đến nghe kinh nghe pháp họ đến hộ trì đạo trà ở trong đây quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải suy nghĩ xem chúng ta dựa vào cái gì mà có thể cảm động những vị thiên thần, những vị thần linh hộ pháp này dựa vào đức hạnh của mình, cái đức gì chị? Tánh đức của tự tánh, tánh đức bộc lộ ra đây là đức hạnh bạn khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với những gì trên kinh luận của phật nói những gì trên kinh luận phật nói đều là bộc lộ ra từ trong tự tánh của như lai tương ưng với kinh điển chính là tương ưng với tánh đức của tự tánh Cho nên mới có thể cảm động thiên địa quỷ thần Đạo lý là chỗ này Phía dưới lại nói Đại Phạm Thiên Dương Vua cõi trời sắc giới Cõi trời sơ thiệt Thích đề hoàng nhân Là thiên chủ cõi trời đau lợi Đại biện thiên thần Công đức tôn thiên Tán chi quỷ thần Đại tướng quân đẳng Nhị thập bát bộ quỷ thần đại tướng Ma hê thủ la Ma ni bạc đà quỷ thần đại tướng Quỷ tử mẫu cập ngũ bá quý tử Bên dưới là vô lượng bách thiên dạng ức na do tha Quỷ thần chư thiên Như thị đẳng chúng Vị thính pháp cố Tất tự ẩn tế Bất hiện kỳ thân Chí thị nhân sở chỉ Giảng pháp chi xứ Chúng ta ngày nay Chính mình tu học Không đạt đến Cái trình độ này không đạt đến trình độ thương thiện Trình độ trung thiện cũng chưa chắc đạt được Trình độ thấp nhất phải làm được là hạ thiện Hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy tổ Từ bi tu thiện Đây là trình độ thấp nhất Trước đây chúng tôi giảng rất nhiều Những băng ghi âm này Các vị có thể làm tham khảo Ở trong đây có một nguyên tắc chung tức là dùng chân tâm tâm chân thành không lừa dối mình không lừa dối người khác tất cả phải làm từ trong tâm chân thật Bạn mới có thể đạt đến Tiêu chuẩn của thiện Bạn mới có thể Là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trên kinh nói Sau cùng Ngài lại nêu ra Kim Quang Minh Phương Đẳng Viên Kinh Trong câu này hàm chứa rất nhiều kinh luận Viên là kinh điển viên giáo Thiên Long quỷ thần ủng hộ nhược tư Huống kim khai hiển tối thượng chi điển Cổ Đức thừa nhận câu nói này Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là kinh điển tối thượng hai chữ khai hiển này là cùng một ý nghĩa giới khai hóa hiển thị chân thật chi tế mà trong kinh vô lượng thọ nói bộ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện này cũng là khai hóa hiển thị chân thật chi tế kỳ phạm thích thiên đẳng ủng hộ chi lực hề sĩ cánh ngôn tai đâu cần phải nói nhiều nữa chứ nhất định sẽ cảm được thiên thần và vua cõi trời sắc giới cõi trời dục giới đến ủng hộ người phát tâm học giáo bất luận là tại gia hay xuất gia người hoàng pháp lợi sanh đều không thể không biết về chân tướng sự thật này bạn sáng tỏ hiểu rõ sự việc này rồi thì phải toàn tâm toàn lực nghiêm túc mà làm nếu như bạn không nghiêm túc cứ làm công việc này một cách cẩu thả không những có lỗi với người mà còn mắc tội với những quỷ thần này điều này nhất định phải biết ý nghĩa của đoạn kinh văn này dưới đây còn hay hơn Hà cố đắc như thị thánh hiền ủng hộ Trước tiên Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra vấn đề này Nhắc nhở mọi người chú ý Nguyên nhân gì, lý do gì Bạn được những vị thánh hiền này ủng hộ Phật nói hai chữ thánh hiền là nói rõ những vị vua trời, những thiên thần này, kể cả kiên lao địa thần, họ không phải là phàm phu. Họ là Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, ở trong lục đạo Được các ngài ủng hộ Chính là được chư Phật Bồ Tát ủng hộ Tại vì sao bạn có thể được ủng hộ Như để nói Giai do chim lễ địa tạng hình tượng Cặp chuyển độc thị bổ nguyện kinh cố Chim lễ có phải là thờ cúng tôn tượng bồ tát địa tạng rồi mỗi ngày cúi lại cúng bái không mỗi ngày đem kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện đọc vài lần từ đầu đến cuối phải không như vậy là bạn có thể có được lợi ích lớn như thế này sao nhớ kỹ câu nói phần trước là chuyên tu chuyên hoàng y giáo tu hành như vậy mới được ở trong chim lễ không chỉ là hình thức mà thấy người hiền muốn học theo học bồ tát địa tạng nhìn thấy hình tượng của bồ tát địa tạng Ta phải học theo Bồ Tát Địa Tạng Ta phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Lấy Bồ Tát Địa Tạng Làm khuôn mẫu, hình mẫu Học Phật cho bản thân mình Ta phải học giống y như Ngài vậy Như vậy gọi là chim lễ chuyển đọc mấu chốt là ở chữ chuyển chúng ta ngày nay biết đọc mà không biết chuyển chuyển là gì vậy là chuyển cảnh giới của mình trước khi chưa có đọc kinh thì rất nhiều cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta thấy đều sai rồi. Hiện tại mở bộ kinh này ra, sau khi đọc rồi mới hóa nhiên đại ngộ, sáng tỏ rồi, liền đem tất cả sai lầm chuyển trở lại. Giống như Phật Bồ Tát vậy, như vậy gọi là chuyển chữ chuyển này nói một cách đơn giản là chuyển biến bình thường chúng ta thường nói chuyển phạm thành thánh đọc kinh này nếu bạn biết chuyển thì công đức sẽ rất lớn cái chuyến này của bạn không thể xem thường bạn không phải là vị thánh nhỏ không phải a la hán không phải bích di phật không phải vị bồ tát thông thường mà là bồ tát địa tạng có tưởng tượng nổi không cho nên phải thường đọc kinh đọc mỗi ngày chuyển mỗi ngày bạn không đọc thì bạn làm sao biết chuyển chứ câu đọc tụng đại thừa ở trong tịnh nghiệp tam phước này là rất quan trọng phải đọc mỗi ngày phải đọc cho thật thuộc thì lúc khởi tâm động niệm bạn mới có thể chuyển trở lại được Đạo lý là ở chỗ này Đọc kinh Mà không chuyển cảnh giới được Thì uống công rồi Cho nên mở kinh điển ra Có người biết đọc Có người không biết đọc Người không biết đọc là đọc cho Phật Bồ Tát nghe chứ không có liên quan gì đến mình người biết đọc là đọc cho chính mình nghe chứ không liên quan gì đến người khác nhất định chuyển đổi cảnh giới của chính mình bạn xem ở trong đàn kinh thiền sư pháp đạt tụng kinh pháp hoa tụng ba nghìn biến mà không khai ngộ sau khi ngộ rồi ngài rất cảm khái thưa giới lục tổ huệ năng đại sư tuy trước đây mỗi ngày đọc kinh pháp hoa đã đọc ba nghìn biến là bị pháp hoa chuyển nay khai ngộ rồi thì chuyển pháp hoa đây gọi là chuyển đọc ngài pháp đạt đã làm nên một tấm gương tốt rõ ràng cho chúng ta xem đến khi nào bạn có thể chuyển được kinh mà không bị kinh chuyển bạn bị kinh chuyển thì bạn kẹt ở trong câu kinh Bạn đọc sách cứng nhắc Bạn không khai ngộ Bạn chuyển được kinh Thì bạn khai ngộ từ trên kinh Sau khi ngộ rồi Thì từng câu từng chữ Đều là sống động từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lược nghĩa bạn giải thích cho chúng sanh nói dài nói ngắn nói sâu nói cạn không có gì là không tự tại cho nên đọc kinh có phải là tu hành hay không là tu hành người biết đọc là tu hành Người không biết đọc thì không phải là tu hành Cổ đức dạy chúng ta Tùy văn nhập quán Đó là tu hành Theo những gì Phật dạy Thấy quan niệm của chúng ta tương ưng Khế nhập Đây là chân tu ừ. Viên tu viên chứng Ai làm được vậy? Thiện tại đồng tử trên kinh hoa nghiêm Bạn xem thiện tại đồng tử nghe Pháp Mỗi một lần tham vấn một vị thiện tri thức thì địa vị của ông nâng cao lên một cấp ông tham vấn tỳ kheo đức dân là bồ tát sơ trụ tham vấn tỳ kheo hải dân là bồ tát nhị trụ tham vấn tỳ kheo diệu trụ là bồ tát tam trụ không ngừng đang nâng cao đến cuối cùng tham vấn bồ tát phổ hiền tập đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền hướng về cực lạc ông thành phật rồi quả chị ông chứng được là phật quả cứu cánh viên mãn tại vì sao ông chứng được tùy văn nhập quán theo sự khai thị hướng dẫn của thiện tri thức ông liền kế nhập cảnh giới ngày nay chúng ta tu học đã tu mấy mươi năm mà vẫn là phạm phu chưa có chuyển động chút nào cả khổ là ở chỗ này niệm niệm vẫn là thuận theo phiền não vậy thì sao được chứ đến khi nào chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề bạn có thể thuận theo bồ đề chứ không thuận theo phiền não nữa thì bạn thành tựu rồi bạn thành phật rồi cho nên chữ quan trọng nhất ở trong Đoạn kinh văn này là chữ chuyển Xem bạn có biết chuyển hay không Thật sự có thể chuyển đọc bộ kinh này Dưới đây là nói quả báo Tự nhiên tất cánh xuất ly khổ hải Chứng niết bàn lạc đây là nói quả của họ xuất ly khổ hải phía trước nó có thêm chữ tất cánh là rốt ráo nếu như không thêm chữ tất cánh xuất ly khổ hải là chỉ lục đạo luân hồi thêm vào chữ tất cánh vậy thì không chỉ lục đạo luân hồi rồi mà bao gồm cả thập pháp giới Tất cánh xuất ly khổ hải Là thoát khỏi thập pháp giới Chứng đại niết bàn Đây là quả vị gì? Mức thấp nhất Là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Là Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo Đây là nói mức thấp nhất Nhưng thực tế thì sao? Thực tế không phải gì Không phải địa vị này Thoát khỏi thập địa Mới gọi là tất cánh xuất ly khổ hải Cũng chính là nói Phá sạch vô minh rồi Chứng Đại Niết Bàn Yên vui của quả vị như lai viên giáo Giữ thị chi cố đắc đại ủng hộ Đạo lý Nguyên nhân là như vậy Cho nên được các vị chư Phật như lai này Đến hộ niệm Thiên dương thiên thần ủng hộ chúng ta muốn hỏi chúng ta có thể làm được hay không đương nhiên có thể nếu như không thể thì phật sẽ không nói với chúng ta những lời này những gì phật nói để chúng ta không làm được thì chẳng phải là phật bỡn cợt đùa giỡn hay sao vậy thì phật có lỗi rồi những gì phật dạy đều là việc chúng ta có thể làm được vấn đề là bạn có chịu làm hay không nếu như bạn chịu làm thì không có chuyện làm không được chuyển biến chỉ ở trong khoảng một niệm trong đại giáo viên đốn chỉ cần đem ý nghĩ tự tư tự lợi xả sạch là bạn có thể làm được chỉ cần bạn khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh tất cả ở đây không phải là khu vực này không chỉ là một quốc gia này cũng không chỉ một thế giới này cũng không phải tam thiên đại thiên thế giới này mà là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới bạn mới thật sự làm được tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới Cảnh giới của bạn chuyển trở lại rồi Liên nhập cảnh giới của chư Phật Như Lai Bạn liền được chư Phật Như Lai hộ niệm gia trị Trí huệ đã mở rồi Dứt được phiền não rồi Làm sao dứt phiền não đây? Bạn phải biết gốc của phiền não là gì gốc chính là chấp ngã tự tư tự lợi đây là gốc của phiền não ngày nay ý nghĩ tự tư của bạn không còn niệm niệm gì chúng sanh niệm niệm gì phật pháp niệm niệm gì hư không pháp giới thì gốc rễ phiền não của bạn sẽ không còn nữa đâu cần phải đoạn không đoạn mà tự nhiên sẽ hết phiền não hết rồi thì trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền các bạn hằng ngày cầu trí huệ mà không chịu phát tâm gì tất cả chúng sanh thì làm sao có trí huệ được chứ sao có thể hiện tiền được chứ niệm niệm đều là tự tư tự lợi đây là đại chướng ngại không những bạn không thể thoát khỏi thập pháp giới Mà còn không thể thoát khỏi lục đạo Không những không thể thoát khỏi lục đạo Mà còn không thể thoát khỏi dục giới Bạn nói không gian sống của bạn nhỏ cỡ nào Bạn sống dứt giả biết bao Nguyên nhân do đâu? Do chấp ngã kiên cố phân biệt chấp trước chúng ta đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay bị cái này hại mất rồi nên chịu cái thiệt thòi này tự mình nhất định phải biết nhất định phải hiểu rõ buông xả phân biệt chấp trước Buông xả tự tư tự lợi Thì tiên đồ của bạn Là một mãn quang minh Đại tự tại Đại phước đức liền hiến tiệc ngay Chúng tôi cũng đã từng Nghe Phật nói như vậy Ở trên kinh điển rồi Bộ kinh này hay vừa mở đầu đức phật phóng mây quang minh thế tôn nói ra cho chúng ta biết mười loại mây quang minh đó là do tự tánh hiển lộ trong đây có đại phước đức Đại kiết tường Đại viên mãn Chỉ cần xả hết một niệm Cái tâm tư lợi Thì bạn sẽ đạt được toàn bộ Chư Phật Bồ Tát đạt được Vì họ không có tâm tư lợi Họ không có tư dục phàm phu chúng ta không thể đạt được Là do tư dục Chướng ngại kính rồi Trên kinh Phật thường nói hai chướng Ba chướng Hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng Phiền não chướng chính là dục vọng Tự tư tự lợi sở tri chướng chính là thành kiến là cách nghĩ của chính mình cách nhìn của chính mình là sở tri chướng hai loại chướng ngại này chướng kính tánh đức của chính bạn khiến nó không thể hiện tiền bạn nói đáng tiếc biết bao ở trong chú giải có mấy câu nói rất quan trọng Chúng ta đọc qua một lượt Trang 45 Đến ngược đến hạt thứ ba Bắt đầu xem từ chữ thứ tư Đây là nói Tất cánh xuất ly khổ hải Ý nghĩa của khổ hải là gì? Kim chỉ nghiệp hải Khổ hữu vạn đoan Khổ hải mà chỗ này nói là biển nghiệp Biển nghiệp rất lớn Bạn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thiện Sẽ có thiện báo Tạo nghiệp ác sẽ gặp ác báo Thiện báo ác báo đều không tự tại nếu như dựa vào lục đạo để nói Thì mọi người thường hãy nghe nói Ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ba đường thiện là trời người Atula Lục đạo là biển nghiệp Nếu như mở rộng ra nữa Thì Pháp giới tứ thánh Là nghiệp thiện còn ở trong lục đạo đều là nghiệp ác vẫn là biển nghiệp thập pháp giới là biển nghiệp lớn thì lục đạo là một góc nhỏ khổ nhất ở trong biển lớn rồi thoát khỏi biển nghiệp là thoát khỏi thập pháp giới Trong chú giải nói Ký do lễ đọc Chim lễ chuyển đọc Xuất ly vô nan Mỗi ngày Bạn chim ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng Ngưỡng mộ Bồ Tát Địa Tạng tôn trọng bồ tát địa tạng noi theo bồ tát địa tạng học tập theo bồ tát địa tạng lại có thể đọc kinh y giáo vụng hành thì bạn thoát khỏi biến nghiệp sẽ không khó ngôn tự nhiên tự nhiên tất cánh thuyết tự nhiên tắt bất gia miễn cưỡng Thuyết tất cánh, tặc đáo để bất hư Những chữ này đều vô cùng quan trọng Cho nên tu hành Nhất định phải tu tâm thanh tịnh Tu bình đẳng giác bạn sẽ thấy tất cả đều tự nhiên có nguyện chứ không mong cầu nguyện sanh tây phương tịnh độ đây là nguyện không có mong cầu nguyện là chân tâm cầu là võng tâm sự khác biệt ở trong đây bạn phải biết nguyện là tùy duyên câu là phan duyên. Tôi xin nêu ra thí dụ để nói. Mọi người sẽ dễ dàng hiểu. Chúng ta mong cầu có một ngôi Niệm Phật đường tốt Thì cái mong cầu này là nguyện Tôi mong cầu lúc nào vậy? Các bạn thử xem tôi viết trong bản bút ký Vào năm 1961 Là lúc tôi cầu Đây là cầu nguyện Tôi không phan duyên Không đi khắp nơi nói với mọi người Để hóa duyên Để xây dựng không có Hơn 30 năm nay Cứ thuận theo tự nhiên Đến nơi đây Chỉ nói qua là Họ thật sự làm được Đây gọi là tùy duyên Cư sĩ Lý Mộc Nguyên và đồng tu bên đây Họ làm thật Làm hết lòng Chẳng qua chúng tôi chỉ khởi cái vọng tưởng mà thôi đã khởi vọng tưởng hơn 30 năm Chứ hoàn toàn không có mong cầu Trong đời này tôi sẽ thật sự say cái đạo tràng này Không có cái ý nghĩ này Không có ý này Họ nghe tôi nói như vậy Liền cố gắng làm là việc tốt Tôi liền thuận nước đẩy thuyền Từ chỗ này các vị sẽ nhận ra nguyện khác với cầu Thuận theo tự nhiên mà thành tựu Chứ không có mảy may miễn cưỡng Bạn liền tự tại ngay Nếu như cầu mỗi ngày Hy vọng có thể nhanh chóng thành công Thì chẳng phải mệt chết rồi sao Rất khổ hay sao Cái gánh này của bạn nặng cỡ nào có nguyện không có mong cầu Thì không có mảy may gánh nặng nào Chúng sanh có phước Thì chư Phật thiện thần ủng hộ Tự nhiên sẽ xuất hiện thôi Chúng sanh không có phước báo Chúng ta miễn cưỡng thế nào đi nữa Cũng làm không thành công Nhà Phật thường nói Ở trong cửa Phật có cầu ác có ứng Chữ cầu đó là nguyện Nguyện là tùy duyên Chứ không phải loại mong cầu đó của thế gian Kiểu cầu đó là phan duyên Phan duyên mặc dù thành tựu Nhưng phiền phức rất nhiều Nó không phải tự nhiên mà thành Nó thành tựu rất miễn cưỡng Hậu quả gì sao nhất định là bất như ý Không lý tưởng từ xưa đến nay có rất nhiều bậc đại đức trong hành nghi các ngài thể hiện độ hóa chúng sanh chúng ta có thể nhìn thấy không có gượng ép trong đời tôi tôi chưa từng có ý nghĩ đi xây đạo trà không có vì sao vậy thấy phước của mình rất mỏng trong đời xưa nay chưa hề mở miệng đi hóa duyên người ta bao giờ đây là thiên tánh của tôi chìa tay xin tiền người ta thì tôi cảm thấy rất là ái ngại Làm cho bản thân tôi tôi còn không chịu Thì làm sao làm cho người khác Làm gì có đạo lý này Cho nên chỉ có nói qua ở trên bục giảng mà thôi Tôi người nói thì vô tâm Nhưng người nghe thì hữu ý Họ thật là Làm thật thì tốt Các bạn cứ làm tôi cũng không phản đối Không ngăn cản Thư viện Hoa Tạng Cánh Mỹ Đại Bắc Là được thành tựu như vậy Sự thành tựu của thư viện đó Rất nhiều người không biết Là do thính chúng nổi giận mà nên Có một năm tại Pháp hội Nhân Dương Lúc đó hội Pháp Thí Hoa Tạc do hàng quán trưởng dẫn động Lúc đó còn có Lão Pháp Sư Đạo An Chúng tôi thuê Đạo Tràng Hội Phật Giáo Đài Bắc Trung Quốc mượn đạo tràng này để giảng kinh nhân dương hai mươi ngày những vị pháp sư đại đức trong hội phật giáo này đã làm khó chúng tôi họ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi giảng kinh viên mãn bởi vì giảng kinh này là cầu phước cho quốc gia chúng tôi phải kiên quyết nhất định phải giảng viên mãn họ làm thật là không vui nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giảng kinh cho xong sau khi giảng xong Hội phật giáo liền nói đạo tràng của họ dính diễn không cho bất kỳ người nào thuê để giảng kinh thính chúng của chúng tôi nghe thấy sự việc này mới nổi giận anh không cho mượn thì tự chúng tôi xây đạo tràng vậy Mọi người mới hùng tiền mua thư viện cảnh Mỹ Tôi không có bảo họ mua Tự mọi người họ phát tâm Cho nên thư viện cảnh Mỹ là do tính chúng nổi giận mà có Cũng tốt Dành cho chúng tôi ở bên ấy giảng kinh hơn 20 năm Đã đặt cơ sở hoàng pháp cho chúng tôi Tự nhiên tùy duyên mà thành tựu Đạo tràng thứ hai ở Đài Loan Là hội cơ kim giáo dục Phật Đà Không phải tôi tìm họ mà họ tìm tôi Đó là tài sản của cư sĩ Giảng Phong Văn Ông xây cao ốc này Phát tâm Muốn tặng cho tôi một tầng làm giảng đường tôi cũng không quen biết ông bình thường cũng không có qua lại đột nhiên ông đến muốn tặng cho tôi một tầng lầu cái tầng lầu đó không phải ít tiền ông nói như vậy tôi thấy rất hoài nghi nghĩ là nghe cho vui thôi anh tặng cũng tốt không tặng cũng tốt hoàn toàn không có để tâm ông biết tôi không có niềm tin đối với ông qua hai tuần sau Ông đã viết một lá thư gửi đến cho tôi Biểu thị ông có thành tâm thành ý Mà cúng dương đạo tràng này Lá thư đó không có hiệu quả trên pháp luật Chỉ là biểu đạt thành ý của ông mà thôi Chúng tôi cũng rất là quan hỷ tiếp nhận Tốt khen ngợi mấy câu Thôi đi đi Sau đó tôi đến nước Mỹ để hòa pháp và để lấy được thẻ xanh ở Mỹ. Cho nên dường như sống ở Mỹ khoảng 10 tháng. Thời gian ở Mỹ lần đó là dài nhất. Sau khi trở về, cao ốc này của ông xây xong rồi. Ông ra sân bay để tiếp đón tôi và đem giấy quyền sở hữu giao cho tôi. Đây là thật, không phải là giả. Đây mới được xem là thật. Tôi liền hỏi ông Tôi hỏi ông nguyên hiến tặng rồi Sau này có muốn lấy lại không? Ông nói không cần Như định sẽ không lấy lại Tôi nói tốt Không lấy lại Thì tôi sẽ làm một cái công chứng cho ông Chúng ta ra tòa án công chứng Ông nói tôi không cần nơi đó Liền thành lập Hội cơ kim giáo dục Phật Đà Đây là tài sản của hội cơ kim Đến ngày nào hội cơ kim giải tán không làm nữa thì tài sản này thuộc về quốc gia chứ không thuộc về bất kỳ người nào ông đồng ý chúng tôi liền làm như vậy anh tặng cho tôi tôi không lấy bạn xem đạo tràng này tự nhiên thành tựu tôi không có yêu cầu ông ấy Đạo tràng ở Dallas, Mỹ của chúng ta Nơi đó Tôi không thích Quán trưởng cũng không thích Mà họ cứ xây ở bên đó Là do Phật Bồ Tát xây dựng Mọi người mang tiền đến tặng Đạo tràng xây xong thì tiền cũng hết đến không có ra ngoài hóa duyên không có xin tiền người khác thành tựu một cách rất tự nhiên cho nên đời này chúng tôi sống rất tự tại sống rất hạnh phúc không có một chút áp lực nào chúng tôi tuyệt đối không tự gây phiền phức cho mình Tuyệt đối không khiến cho mình sống trong đau khổ Cầu người khác rất khổ Dò xét vẻ mặt người ta Rất là khó coi Ở nước ngoài mượn tiền ngân hàng Bạn nói xem gánh nặng đó nặng cỡ nào Tôi thì không được Nếu tôi có mắc nợ Thì tối không thể ngủ được rồi Có một số người rất có bản lĩnh Họ nợ đầy mình mà tối vẫn ngủ ngon Tôi rất là khâm phục họ tôi tuyệt đối không làm chuyện nợ nần tuyệt đối không thể làm cái việc đi cầu người khác chúng tôi sống trong lành khổ cực đi nữa nhưng thân tâm yên ổn tự tại an vui không có mảy may gánh nặng nào cả như vậy bạn mới có thể tự nhiên mà lìa khỏi biển khổ Tu hành cũng lại như thế. Thật thà niệm Phật là được rồi. Phát nguyện cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Đừng nên sốt ruột. Đừng nên trông ngóng mỗi ngày sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến, tôi vẫn chưa có nhìn thấy. Nếu bạn có tâm như vậy, vậy là có cầu, là tâm phan duyên, E rằng sẽ không thể đến được thế giới Tây phương Cực Lạc. Vì sao vậy Lúc bạn niệm Phật bị sen tạp Sen tạp cái vọng tưởng này Chỉ cần một câu Phật hiệu niệm đến cùng Nguyện sanh Tây Phương Đi ngày nào cũng được Khi nào Phật đến cũng được Không nên phan duyên Tùy duyên mới tốt Nếu vẫn chưa đi Thân thể này vẫn còn ở thế gian Thì hết lòng hết dạ Giới thiệu tiến cử pháp môn này Cho tất cả đại chúng Đem lợi ích công đức cây hay của pháp môn này Giảng giải rõ ràng với mọi người Vậy là rất tốt Cứ như vậy mà Yên tâm đợi Đức a di Đà Phật đến Tiếp dẫn bạn Không có chút khẩn trương nào Vậy là tốt Chú giải dưới đây chúng ta xem tiếp Thì cố hành giả ưng đương chí tâm nhược chí tâm giả sở cầu tất hoạch Suốt khổ chứng lạc Mấy câu nói này rất hay Hành giả chính là người y giáo tu hành Bạn cần phải tu như thế nào? Cần phải dùng chân tâm Chí tâm chính là chân tâm Bạn cần phải dùng chân tâm để tu Nếu sang tạp vọng tưởng Thì không phải là chân tâm Không được phép sang tạp vọng tưởng Chỉ cần là chân tâm tu học thì nhất định có cảm ứng Sở cầu tất hoạch Cầu ở đây là nguyện Nguyện của bạn nhất định sẽ được mãn nguyện Suốt khổ chính là Không những thoát khỏi lục đạo Còn phải thoát khỏi thập pháp giới Giảng sanh bất thoái thành Phật Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí Loại lợi ích công đức thù thắng này Thật sự là hiếm có mấy câu sau cùng này thử chánh giáo chủ thiên cung phó chúc chi tâm giáo chủ chính là bổn sư thích ca mâu ni phật thiên cung bộ kinh này là giảng tại cung trời đau lợi đem sự nghiệp độ hóa chúng sanh sau khi thế tôn diệt độ mà giao phó cho bồ tát địa tạng việc địa tạng u đồ hóa nhân chi niệm thiết tại chuyên hành nhân quả bất sản như mau phát giả Ở đây một bên Là người phó thác Một bên là người tiếp nhận lời phó thác Bồ Tát Địa Tạng tiếp nhận sự phó thác Của Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài vô cùng từ bi Pháp nguyện làm giáo chủ cõi U Minh u minh mọi người thường hay nhìn thấy hai chữ này liền nghĩ đến là ngạ quỷ địa ngục thật ra ý nghĩa của hai chữ này rất rộng u minh là vô minh vô minh chưa phá thì đều ở trong u minh cả nhìn từ ý nghĩa này thì thập pháp giới cũng là u minh phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới chưa có phá u minh chưa có thấy pháp thân cho nên phạm vi của hai chữ u minh này rất rộng Bồ Tát địa tạng phải gánh giác sứ mệnh Độ hóa chúng sanh của Thế Tôn Ở trong thập pháp giới Vĩ <laughs> thị chi cố đắc đại ủng hộ Hai câu này tổng kết Bởi vì nguyên nhân này Cho nên bạn được chư thiên thiên dương thiên thần ủng hộ Phẩm này dẫn đến đây là xong rồi Dưới đây phẩm này là Phẩm thứ 12 Thấy nghe được lợi ích Trong phần lưu thông Thì đây là kiến văn lợi ích lưu thông Hàng thứ nhất Trang 46 Của chú giải có một cách giới thiệu đơn giản giới thiệu về chương này vị kiến địa tạng chi tượng văn địa tạng chi danh vô bất hoạch đại lợi ích liệt đồng quán âm văn danh kiến thân tâm niệm giả giai năng vì khổ ý nghĩa ở trong đây rất sâu nhìn thấy hình tượng bồ tát nghe thấy danh hiệu bồ tát có thật sự có thể diệt khổ hay không là thật nhưng mà không phải hiện tại mà là ở tương lai hiện nay gieo là nhân như câu nói vừa qua căng tai vĩnh diễn trở thành hạt giống đạo mắt bạn thấy tướng đó là vừa qua căng mắt vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo cho nên lợi ích này không thể nghĩ bạc lợi ích này đến khi nào đạt được vậy phải xem đến khi nào tâm hạnh của bạn Tương ưng với Bồ Tát Thì lợi ích này Mới có thể hiện tiền Tuy là thấy hình tượng nghe danh hiệu Nhưng tâm của bạn Hành vi của bạn không tương ưng với Bồ Tát Thì lợi ích này hiện nay không thể hiện tiền Đạo lý là ở chỗ này Dưới đây nói Kiến thân trí lễ Tức thân nghiệp cơ Nhìn thấy thân tướng Bồ Tát Bạn liền biết lễ kính Đây là thuộc về thân nghiệp Nghe danh hiệu bạn cũng biết xưng niệm Bạn biết niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Đây là khẩu nghiệp Bạn có thể thân lễ bái Khẩu xưng danh Đây là ý nghiệp Cơ cảm ký thành Minh hiển tự ứng Dưới đây là nêu ra thí dụ để nói Cảm ứng đạo giao. Có cảm ứng âm thầm. Và rõ rệt. Thông thường chúng ta nói lợi ích công đức không thể hiện tiền đó là cảm ứng âm thầm. Lợi ích công đức hiện tiền đó là cảm ứng rõ rệt. Cảm ứng rõ rệt là bạn lễ kính xưng danh hiệu tâm hạnh của bạn tương ưng với bồ tát hay nói cách khác là tương ưng với lý luận phương pháp cảnh giới trong kinh điển đã nói thì sự cảm ứng này rất rõ rệt là cảm ứng rõ ràng nếu như tuy chúng ta cũng lễ kính cũng xưng danh hiệu cũng đọc kinh nhưng tư tưởng hành vi của chúng ta Thông tương ưng giới trên kinh nói những gì trên kinh nói chúng ta thấy đều chưa làm được thì cảm ứng của phật bồ tát là cảm ứng âm thầm không rõ rệt cũng chính là nói bạn hiện tiền vẫn thọ khổ như cũ vẫn gặp nạn như thường thậm chí là vẫn phải đọa lạc như thường vẫn rơi vào lục đạo luân hồi như cũ bạn không thể nói là không có cảm ứng là cảm ứng âm thầm sự cảm ứng đó rất yếu. Nhưng chắc chắn là có cảm ứng. Sống không mạnh rất là yếu. Sống tập khí viên não của bạn rất mạnh. Cho nên không thể hiện tiền được sự phù hộ giá trị của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thật sự có thể y giáo phụng hành Bạn làm được rồi Thì lực cảm của bạn Sẽ rất mạnh Lực ứng của Phật Bồ Tát cũng mạnh Có thể chuyển nghiệp ngay hiện tại Đây là vô cùng rõ rệt Đạo lý này chúng ta phải biết nó giúp ích rất lớn cho việc tu học của chúng ta phẩm thứ mười hai thấy nghe được lợi ích đoạn này pháp sư thánh nhất ở núi đại dự xưng phẩm kinh này là tăng bảo Ngài quy kết phần sau bản kinh vào tam bảo. Đây là điểm mà đại đức xưa chưa từng nói. Pháp sư thánh nhất lần đầu tiên giảng bộ kinh này ở núi cửu hoa. Đoạn cuối ngài quy kết về tam bảo giảng hay vô cùng. tôi rất khen ngợi về ngài quy về tam bảo đó mới là lợi ích chân thật bộ kinh này phối hợp trước sau rất hay vừa mở đầu kinh văn Phật phóng ra dần mây đại quang minh Lúc sắp kết thúc kinh Bạn xem ở chỗ này Lại phóng ra tia sáng lớn Chúng tôi đọc qua rất nhiều kinh điển đại thừa và nhìn thấy ở trong kinh phật nói phóng quan phần lớn là chỉ một lần loại kinh nói đến hai lần ba lần hoặc rất nhiều lần như vậy không nhiều phật ở trong hội này trước sau đều phóng quan mời xem kinh văn nhĩ thời thế tôn tùng đảnh môn thượng phóng bách thiên dạng ức đại hào tướng quan nhĩ thời là lúc thế tôn giảng xong người y giáo tu hành này được kiên lao địa thần vua trời dục giới vua trời sắc giới thiên thần ủng hộ và đã nói ra lý do ủng hộ người này sau khi nói xong Thì từ trên đảnh môn Của Thích Ca Mâu Ni Phật Phóng Quang Trong chú giải cũng nói rất hay Chúng ta hãy đọc qua chú giải một lần Tự nhĩ thời Chí cáo chư đại chúng Giai kinh gia sở thuộc chi văn Kinh gia là người kết tập kinh tạng các ngài thuộc kể lại chuyện này Bởi vì đây không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật nói Đây là ghi lại tình hình lúc đó Kháp ư Địa thần hộ pháp phẩm Hậu phóng quan giả Vì chứng tiền khởi hậu Lịnh chư chúng sanh Đổ tướng ngộ tâm các các tự tri nhất đoạn bất tư nghị Bổn hữu chi thường quan giả Đây là nói rõ dụng ý phóng quan của Đức Thế Tôn Chứng tiền khởi hậu Phần trước Ở phẩm hội tập Phẩm tựa tại cung trời đau lợi Đức Phật Phóng ra Dần mây sáng rỡ lớn Trước sau hô ứng Dùng ý ở chỗ này mọi người nghe kinh hầu như là nghe gần viên mãn rồi khiến cho đại chúng nhìn thấy tướng lành này có thể khai ngộ ngộ điều gì những gì mà thế tôn nói từ đầu đến cuối đều là nói tự tánh của chúng ta Đúng như câu nói Ngoài tâm không Pháp Ngoài Pháp không tâm Nhưng những gì trong bản kinh nói Đều là nói tình trạng Ở trong lục đạo tam độ Lục đạo tam đồ từ đâu mà có vậy Là do tự tánh biến hiện ra không có lìa khỏi tự tánh điểm này chúng ta phải chiêm nghiệm cho thật kỹ đánh môn là đỉnh đầu Phóng quang từ đỉnh đầu Chứng tỏ đây không phải là ánh sáng thông thường Mà là phóng ánh sáng hiện tướng lành Đỉnh môn phóng quang Trong chú giải cũng có nói rõ Là biểu thị cho nhất thiết trụng trí điều này có cùng ý nghĩa với phóng quan hiện tướng lành ở trên hội lăng nghiêm của đức thế tôn trong chú giải hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta nhận ra cái ý nghĩa của tướng lành này do thử địa tạng diệu tượng gia danh chiêm lễ xưng niệm nhi tiếng ư cực quả giả khiến chúng ta ngộ nhập cái ý nghĩa này Bốn vị bồ tát lớn ở trung quốc là đại biểu cho cấp bậc tu học bắt đầu học từ đâu chị bắt đầu học từ địa tạng nếu như dùng cách nói hiện nay để nói thì địa tạng là đại biểu cho việc xây dựng tâm lý nếu như không phải là tâm tốt không phải là thiện tâm Vì thì không biết sẽ tu học từ đâu rồi Địa là tâm địa Tạng là kho báo Kho báo là tỷ dụ cho trí huệ đức năng Ở trong chân tâm của chúng ta Hàm chứa vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Đó gọi là địa tạng bạn phải nhận ra được phải mở ra được trí huệ đức năng trong tự tánh dùng phương pháp gì để mở ra vậy hiếu kính cho nên kinh này là kinh hiếu trong cửa phật làm sao thực hiện hiếu kính đây Gần đây chúng tôi giảng kinh thường hay nhắc đến Phải xem tất cả chúng sanh hữu tình Là cha mẹ trong quá khứ Là chư Phật dĩ lai Của chính mình Bạn phải thực hiện hiếu kính Đến mức như vậy Toàn bộ tất cả chúng sanh Chính là cha mẹ của mình chính là chư phật vị lai đối với cha mẹ của mình bạn biết tận hiếu xem là chư phật vị lai thì bạn đang tôn sư đây là sự thực hiện hiếu kính tôi đã từng nói qua rất nhiều lần rồi xem họ như là thì vẫn là cách một lớp mà họ thật sự là cha mẹ quá khứ chư Phật dĩ lai của mình Không được xem họ như là Như là thì xa rồi Phải thật sự là Cho nên tôi khuyến khích những vị hộ Pháp trong niệm Phật đường Tất cả những người hộ Pháp niệm Phật đường này Xem mỗi người niệm Phật là cha mẹ Là chư Phật như lai của mình Bạn dùng tâm thái như vậy Để mà phục vụ Thôn Di Đà Để chăm sóc niệm Phật đường Bạn mới cảm động được Tất cả chư Phật hộ niệm Trên Kinh nói Vua các cõi trời và thiên thần Đến ủng hộ Là đạo lý gì? Do tâm chân thành cảm ứng Điều này khác với viên dưỡng lão dì hưu thông thường Ngày nay trong xã hội này Con cái bạn chưa chắc có thể hiếu thảo với bạn Chưa chắc có thể tôn kính bạn Bạn tham gia vào thôn Di Đà Niệm Phật đường cư sĩ lâm ở Singapore Thì mỗi người đều xem bạn như là cha mẹ Xem bạn như là chư Phật như lai vậy Tại vì sao đạo tràng này lấy hưng dưỡng như vậy? các bạn ở nơi đây niệm phật mấy ngày bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí ở nơi đây khác so với tất cả đạo tràng ở nơi khác do tâm người khác nhau tâm trạng họ đối xử với các bạn khác nhau đây là điểm mà ở các đạo tràng khác không có tại vì sao người trong đạo tràng này có thể làm được vậy vì hằng ngày nghe kinh hằng ngày nghe pháp chúng tôi giảng giải mỗi ngày khuyến cáo mỗi ngày dần dần họ giác ngộ sáng tỏ chuyển đổi ý nghĩ trở lại chúng tôi dùng tâm hiếu thảo dùng tâm cung kính để mà đối xử tất cả chúng sanh không chỉ là trong niệm phật đường mà đối với mọi người, mọi sự mọi vật, chúng tôi đều dùng tâm hiếu thảo, tâm cung kính để đối xử. Tâm chuyển đổi rồi, tư tưởng chuyển đổi rồi, kiến giải chuyển đổi rồi. Đây chính là chuyển phàm thành thánh. cho nên xây đạo tràng không khó hiện nay mọi người đều có tiền của và sức lực này khó ở chỗ là tìm ở đâu ra số con cháu hiếu hiền như vậy bạn đi tìm ở đâu ra con hiếu cháu hiền là ai là chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài chân thật mới là con hiếu cháu hiền người như vậy không dễ gì tìm được có những người này hộ niệm có những người này ủng hộ ủng hộ tức là hộ pháp thì đạo tràng này mới thù thắng đạo tràng này mới có thể thành tựu cho người trong một đời giảng sanh bất thoái thành phật cho nên đạo tràng này hy hữu là ở chỗ này khó gặp cũng là ở chỗ này Có đạo tràng mà không có người đến thâm nhập giảng giải Nói rõ tương tận Thì không được rồi Không thể tương ưng Cái công tác này Phải dựa vào những vị đồng học Xuất gia phát tâm Học giáo này Của các bạn Các bạn phải phát tâm Gánh giác sứ mệnh này Tất cả đại chúng ở đây Làm thế nào tương ưng Với kinh giáo Làm sao tương ưng với chư Phật Như Lai Phải dựa vào Các bạn phải nghiêm túc Nỗ lực giảng giải Khuyến hóa Mời xem đoạn kinh văn này dưới đây sở vị bạch hào tướng quan đại bạch hào tướng quan thủy hào tướng quan đại thủy hào tướng quan ngọc hào tướng quan đại ngọc hào tướng quan tử hào tướng quan đại tử hào tướng quan thanh hào tướng quan đại thanh hào tướng quan bích hào tướng quan đại bích hào tướng quan hồng hào tướng quan đại hồng hào tướng quan lục hào tướng quan đại lục hào tướng quan kim hào tướng quan đại kim hào tướng quan khánh vân hào tướng quan đại khánh vân hào tướng quan thiên luân hào quan đại thiên luân hào quan bảo luân hào quan đại bảo luân hào quan nhật luân hào quan đại nhật luân hào quan nguyệt luân hào quan đại nguyệt luân hào quan cung điện hào quan đại cung điện hào quan Hải dân hào quang, đại hải dân hào quang. Đây là tổng cộng 16 câu. 32 loại hào quang. Đoạn này ở trong chú giải nó rất tỉ mỉ. Trên đỉnh môn Tỏa ra Hào quang Hào là chỉ cái gì vậy? Bạch hào Trên đỉnh đầu Giữa hai chân mày của Phật Có hai sợi lông trắng Lông trắng Là một trong 32 tướng tốt Chúng ta thường hay niệm bài kệ Tán Phật Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di Máu thân của Phật rất lớn Hai sợi lông này của Ngài Xoắn lại với nhau Giống như Hạt châu ở giữa lông mài gì Thực ra nó không phải là hạt châu Mà do hai sợi lông trắng quấn vào nhau Đức Phật thường hay phóng quang Từ sợi lông trắng này Trong chú giải nói Hào tướng thị nhất Tức dụng chi thể Quan sát bất đồng Tức thể chi dụng Điều này chứng tỏ 16 câu là một sư diệt. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại 32 câu Trong chú giải cũng phân thành 32 câu để nói 32 tức là một Hào tướng quan Nhiều tức là một Trong hào quang Có đủ thứ những màu sắc khác nhau một tức là nhiều nói một là nói thể nói nhiều là nói tác dụng tuy thể là một nhưng tác dụng khác nhau ở chỗ này pháp sư thanh liên chú giải ngài trích dẫn pháp hoa văn cú dùng năm màu để dụ cho năm đường thanh sắc thí như địa ngục nhân quả hoàng sắc tỷ dụ ngạ quỷ nhân quả xích sắc biểu xuất sanh nhân quả bạch sắc biểu nhân thiên nhân quả Ở trong đây chia ra thành màu lớn và màu nhỏ Màu nhỏ Đây là vụ cho Nhị thừa Màu lớn Đây là vụ cho Bồ Tát Phần sau còn có màu ngắn Là tỷ dụ cho Bồ Tát biệt giáo Màu dài là tỷ dụ cho Nhân quả của Phật nhân quả của phật chính là bồ tát của viên giáo chư văn khai hiệp tùy ý sự giảng giải kinh văn có thể hiểu theo ý không có cách nói nhất định là hoàn toàn giống như ý nghĩa của pháp tượng trưng trong kinh Hoa nghiêm vậy. Người nhân từ sẽ thấy nhân từ, bậc trí sẽ thấy trí. Theo cái thấy của bản thân bạn. Bạn thấy sâu thì bạn hiểu sẽ sâu. Bạn thấy rộng thì bạn nói cũng sẽ rộng thì nhưng sâu hay rộng vẫn phải khế cơ bởi vì giảng kinh thuyết pháp ở trên bục giảng là không phải tự thọ dụng mà là vì lợi tha nên nhất định phải quan sát căn cơ của thính chúng họ có thể tiếp nhận được bao nhiêu thì bàn giảng bấy nhiêu Nếu như chỉ giảng nói theo cảnh giới Của riêng chính mình Thì thính chúng chưa chắc có thể tiếp nhận được rồi Họ không thể tiếp nhận được Đây chính là thuyết pháp không khế cơ Khế cơ khế lý Như vậy mới là Như Lai Thuyết Bồ Tát Thuyết Chúng ta cần phải học tập Phật ở trên Đại Kinh nói cho chúng ta biết Khế lý mà không khế cơ Thì đây không phải là Phật thuyết Đối với loại hiện tượng này Phật dạy rất hay Đó là nói chuyện phím là nói lời thừa khế lý không khế cơ không thể nói bạn sai nhưng thính chúng nghe không hiểu không lĩnh hội được không có chút lợi ích nào nói chuyện phím nếu dùng lời hơi khó nghe thì đó là lời vô ích nếu như khế cơ mà không khế lý phật gọi đó là ma nói điểm đáng quý của phật bồ tát khi thuyết pháp là khế cơ khế lý khế lý là tương ưng với tánh đức khế cơ là thích hợp với trình độ của thính chúng đây là điểm chúng ta cần phải chú ý đến ý nghĩa pháp tượng trưng này của tông thiên thai sau cùng có hai câu nói rất hay thử do pháp hoa cũ giới đồng quy tam thừa hàm hội hai câu nói này nói rất hay cũ giới là chỉ chính pháp giới tam thừa là nói bồ tát thanh văn duyên giác cũng có người gọi là ngũ thừa ngũ thừa lại thêm vào nhân và thiên nữa giống như trong tịnh độ nói ngũ thừa thế nhập báo độ là cảnh giới vô cùng không thể nghĩ bạc dưới đây đây là tướng thứ nhất bạch hào tướng quan thứ nhất là nói màu trắng màu trắng là màu căn bản cách nói này là nói thuận theo chúng sanh chúng sanh đều cho rằng màu trắng là màu căn bản phật là hằng thuận chúng sanh tuy hỷ công đức nên cũng nói màu trắng là màu căn bản vì sao vậy chỉ có màu trắng nó mới có thể tiếp nhận tất cả các màu sắc khác một tờ giấy trắng nếu bạn vẽ lên đó bạn sẽ vẽ rất thoải mái thích vẽ cái gì thì vẽ cái đó nếu như đưa cho bạn giấy màu để vẽ tranh bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn giấy màu đỏ thì không thể tiếp nhận màu đỏ nhất định phải là màu khác với nó thì mới có thể hiện màu lên được Giấy màu xanh thì không thể tiếp nhận màu xanh Chỉ có giấy màu trắng mới có thể tiếp nhận bất kỳ màu sắc nào Cho nên dùng nó để biểu thị cho màu căn bản Bạch hào của Đức Phật Hiện giữa hai chân mày Chỗ này Nó có ý nghĩa tượng trưng của nó Ở hàng thứ sáu của chú giải ở chú giải hàng thứ sáu đại luận vân đại luận là chỉ đại trí độ luận trong đại trí độ luận có cách nói như thế này bạch hào mi giảng trí bạch quan dụ lưu ly Câu thứ nhất nói vị trí của Bạch Hào Là ngay giữa hai chân mày Lúc đó phóng quang Còn hơn cả lưu ly Ý nghĩa dưới đây Là rất quan trọng Tại nhân hành bố thí thời Thích khả tiền nhân ý Khởi tự tại nghiệp nhân duyên Mấy câu nói này vô cùng quan trọng Trong Tướng tốt Của Như Lai Tướng Bạch Hào là chỗ đâu mà có Do tu bố thí Bố thí cái gì Là cái rất thích hợp với ý người nhận bố thí hay nói cách khác vật bố thí của bạn đúng là cái mà họ cần loại nhân hành này có thể cảm được quả báo bạch hào khởi tự tại nghiệp nhân duyên câu nói này rất hay phật được đại tự tại tại vì sao chúng ta ngày nay không được tự tại gì chúng ta cũng tu bố thí kết quả bố thí như thế nào chưa chắc đúng như ý người nhận hoặc giả là bạn tu bố thí bạn phát tâm rất là gượng gạo trong khi phát tâm có nghi ngờ thí dụ như cứu giúp tai nạn chúng ta nhìn thấy những tai nạn này ở đại lục cái lần lũ lụt chưa từng thấy này rất nhiều người muốn bố thí bố thí thì lại hoài nghi số tiền bố thí này của tôi có đến được tay người dân gặp tai nạn hay không có bị người trung gian cắt xén bớt hay không nghi ngờ đủ thứ không dám bố thí muốn bố thí thì lại không dám bố thí thì làm sao bạn có thể tự tại được chứ loại tình trạng như vậy quá nhiều quá nhiều biết được đây là việc tốt vừa muốn làm lại không dám làm lúc tu bố thí suy nghĩ quá nhiều đắn đo quá nhiều nên bạn đưa quả báo sẽ không như ý trên kinh phật thường dạy là bố thí tài được giàu có bạn kiếm tiền kiếm được không như ý kiếm được rất vất giả đó chính là khi bạn tu bố thí tài không đúng như lý bạn không sẵn lòng bố thí bố thí rất vất giả tương lai bạn được quả báo cũng rất là vất giả cũng không tự tại đạo lý nó là như vậy hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi a di đà phật